Thưa quý độc giả, văn hóa của người Việt Nam Tết đến xuân về, mọi người thường cần tiền mới đổi tiền lẻ, tiền các mệnh giá đẹp để mừng thọ người già, mừng tuổi người thân, lì xì cho trẻ con, phục vụ tâm linh khi đi lễ hội đầu năm mới. Và mỗi dịp cuối năm, hoạt động đổi tiền của người dân thường diễn ra rầm rộ, như một nhu cầu thiết yếu, bất chấp những quy định của pháp luật. Để tránh xa những điều đáng tiếc xảy ra khi mà Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang tới rất gần, hôm nay, chương trình tư vấn pháp luật sẽ chia sẻ cùng quý độc giả các quy định về việc thu đổi tiền theo quy định pháp luật. Thưa luật gia, theo quy định của pháp luật, nhà nước có cho phép cá nhân, tổ chức được phép đổi tiền hay không? Kính thưa quý độc giả, nếu theo quy định của pháp luật hiện hành á, thì nhà nước của chúng ta thì chỉ quy định việc thu đổi tiền không đủ cái tiêu chuẩn lưu thông. Cụ thể hiện tại thì tại cái điều 3 của thông tư số 25 ban hành vào ngày 2 tháng 12 năm 2013 thì quy định là có hai trường hợp. Thứ nhất là tiền không đủ cái tiêu chuẩn lưu thông là các loại tiền giấy, tiền tông hoặc tiền polymer, tiền kim loại do ngân hàng nhà nước phát hành đang lưu thông mà bị rách nát hay là hư hỏng biến dạng thì theo cái quy định tiêu chuẩn không đủ điều kiện lưu thông thì mới được phép là đổi theo cái quy định của cái thông tư này. Mặt khác thì ở cái trường hợp thứ hai là ngân hàng nhà nước sẽ công bố cái mẫu tiêu biểu tiền mà được phép đổi, tuyển chọn phân loại tiền đổi theo cái tiêu chuẩn mà không đủ cái điều kiện lưu thông. Dạ, xin cảm ơn luật gia. Thưa luật gia, gần đến dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, một số địa điểm kinh doanh hoặc trên mạng xã hội xuất hiện những diễn đàn, dịch vụ đổi tiền mới, mệnh giá thấp có hưởng tỷ lệ phần trăm chênh lệch, việc này có vi phạm pháp luật hay không? Kính thưa quý độc giả, thì nắm bắt cái tâm lý của nhiều người xuất phát từ cái yếu tố văn hóa của người Việt Nam mình thì cứ đến dịp Tết thì cái nhu cầu mà tiền lẻ, tiền mới để mừng thọ người già nè, hay là chúc Tết đầu năm thì nhiều đối tượng đã thực hiện cái đổi tiền để mà hưởng cái chênh lệch phần trăm vào những cái dịp này. Thì đây cũng là một cái việc mà chúng ta thấy là khá là phổ biến. Như vậy thì về nguyên tắc thì pháp luật của Việt Nam mình chỉ cho phép là đổi tiền không đủ cái tiêu chuẩn lưu thông. Như vậy thì những cái quy định này thì chỉ cho phép những cái tổ chức mà hiện nay theo quy định thôi. Thì cũng tại cái điều 6 của cái thông tư 25 thì nó có một số cái trường hợp mà những cái tổ chức mà được phép đổi tiền. Ví dụ như trường hợp thứ nhất là ngân hàng nhà nước. Trường hợp thứ hai ví dụ như là ngân hàng nhà nước nhưng mà chi nhánh. Trường hợp thứ ba đấy là những cái sở giao dịch của ngân hàng nhà nước. Và cái trường hợp thứ tư đấy là những cái tổ chức tín dụng. Thứ năm là những cái chi nhánh của ngân hàng nước ngoài. Và trường hợp thứ sáu đấy là ví dụ như là kho bạc nhà nước. Thì đấy là những cái tổ chức mà được phép đổi tiền nhưng mà phải không đủ cái tiêu chuẩn thì mới được đổi. Còn ngoài ra những cái cá nhân tổ chức mà đổi để hưởng cái phần chênh lệch là không đúng với cái quy định của pháp luật. Thì chúng ta biết là trên thị trường hiện nay thì những cái diễn đàn thì nó cũng diễn ra, nhất là trên mạng xã hội. Hay là ví dụ ở ngoài thì những cái địa điểm mà kinh doanh thì họ cũng có những cái quảng cáo về việc mà đổi tiền mới hay là tiền mệnh giá thấp, tiền đẹp. Thì những cái đó là họ hướng đến một cái lợi ích là để hưởng cái tỷ lệ mà mình gọi là có cái sự chênh lệch về phần trăm. Thì cái việc này thì rõ ràng là nó không được phép, pháp luật nó không được phép. Vâng, đó là những cái điều mà quy định của pháp luật là vi phạm rồi. Như vậy theo luật gia là pháp luật hiện hành, hoạt động đổi tiền cũ nhận tiền mới nhằm hưởng phần trăm chênh lệch là hành vi trái pháp luật và bị nghiêm cấm. Vậy nếu như vi phạm, pháp luật xử lý những cái vi phạm này như thế nào? Như vậy thì nếu nói về cái việc mà những cái cá nhân tổ chức mà để thực hiện cái hưởng phần trăm khi mà có cái dịch vụ mà đổi tiền để hưởng cái chênh lệch là pháp luật nghiêm cấm rồi. Thì theo quy định nếu người nào thực hiện những cái hành vi mà đổi tiền không đúng quy định như đã trình bày ở trên đổi tiền mà có phí nè, đổi tiền không đúng mệnh giá nè, thì cái chế tài sẽ bị phạt hành chính, tức là phạt tiền thì cái mức thấp nhất hiện nay là 20 triệu đồng và cao nhất là có thể lên đến 40 triệu đồng. Cụ thể là theo cái điểm A khoảng 5 của điều 30 nghị định số 88 năm 2019
Nghị định này ban hành vào ngày 14 tháng 11 năm 2019 á, tức là quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong cái lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Như vậy thì cái quy định ở cái chỗ này thì nó quy định là phạt tiền từ 20 triệu đến 40 triệu đồng đối với hành vi thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Thì nói thêm ở cái chỗ này á, nếu mà nói về cái chế tài phạt tiền á, thì mình cũng lưu ý là về cái thẩm quyền. Thì thẩm quyền theo quy định thì nó có một số cái cá nhân tổ chức mà theo quy định của pháp luật á. Thứ nhất ví dụ như là chánh thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh, hoặc trường hợp thứ hai là cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng. Cái thứ ba là chánh thanh tra giám sát ngân hàng, trưởng đoàn thanh tra, tức là những cái chủ thể này thì do giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương người ta ra cái quyết định để thành lập ra những cái đoàn kiểm tra. Vâng, xin cảm ơn luật gia. Thưa luật gia, như vậy chính quyền địa phương có vai trò gì trong việc ngăn chặn việc đổi tiền hay không? Thưa Ngọc Nữ với lại quý độc giả, nếu nói về vai trò của chính quyền địa phương ở đây á, thì mình hiểu chính quyền địa phương nó là bao gồm là hội đồng dân, ủy ban dân, mà chủ yếu là ủy ban dân á. Thì căn cứ vào theo cái nghị định số 88 đã trình bày ở trên á, thì riêng trong cái lĩnh vực mà xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng á, thì chính quyền địa phương ở đây á, thì trong cái trường hợp nếu mà ủy ban nhân dân ở cơ sở á, tức là xã phường thị trấn, mà nếu mà phát hiện ra những cái dịch vụ mà của các cá nhân tổ chức á mà thực hiện ở đó, đó thì mình có thể là nêu ra rồi mình yêu cầu những cái tổ chức mà có thẩm quyền người ta sẽ xử lý. Và quý độc giả biết thì năm mới thì năm nào cũng vậy, thì vấn đề này nó là một cái câu chuyện của thực tế và nó gắn liền với lại cái văn hóa của người Việt. Và chúng ta biết rằng cái dịp Tết xuân về thì nó lại càng nóng hơn, thì nhu cầu mà đổi tiền để mà mừng tuổi, tiền lẻ để đi lễ chùa tăng cao, thì đó là một cái nhu cầu gắn liền với văn hóa. Do đó thì nhiều cái tổ chức người ta cũng bất chấp những cái quy định của các cơ quan cũng như là những cái quy định của pháp luật. Thì qua cái câu chuyện này thì cũng rất mong là quý độc giả thì mình cũng cố gắng là có thêm một chút thông tin và mình có thể là thực hiện đúng theo những cái quy định của pháp luật. Và mình cũng phải không để cho những cái kẻ xấu mà người ta lợi dụng để mà người ta hưởng cái phần chênh lệch. Nhiều khi cái phần mà mình có thể là bị thiệt hại về cái số tiền mà mình mất, mà mình cũng không được cái số tiền mà mình mong muốn mình đòi. Vâng, xin cảm ơn những lời khuyên của luật gia và cảm ơn phần tư vấn của luật gia dành cho quý độc giả của báo Tây Ninh Online trong chương trình tư vấn pháp luật hôm nay. Xin kính chúc luật gia cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Cảm ơn Ngọc Nữ và cảm ơn quý độc giả báo Tin Online đã theo dõi. Thưa quý độc giả, chúng tôi hy vọng một số nội dung liên quan đến việc đổi tiền mới trong dịp Tết, những quy định cần biết mà luật gia Mai Tuấn Kiệt vừa trao đổi sẽ là thông tin hữu ích cho quý độc giả, nhất là các tổ chức cá nhân có nhu cầu muốn đổi tiền dịp Tết nguyên đán, thực hiện đúng quy định pháp luật. Chúc quý độc giả đón một cái Tết vui vẻ và sum vầy. Chương trình tư vấn pháp luật của báo Tây Ninh Online xin được khép lại tại đây. Chương trình mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý độc giả. Cảm ơn quý độc giả đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt.